báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục học tập nữ đức. Phía sau là phần chính văn của sách Nữ Giới. Chương thứ nhất: Ti nhược. Chúng ta trước tiên xem qua hàm nghĩa của từ nữ giới. Nữ giới là thiên văn chương để khuyên dạy phụ nữ. Thế nào là giới? Tôi còn nhớ một lần tham gia luận đàn, có một vị lớn tuổi không cho tôi lên luận đàn giảng nữ giới, nói cái giới này không tốt. Vị trưởng bối này nói phụ nữ đã bị trói buộc rồi mà cô còn muốn giới, nghĩa là ngăn cấm họ nữa, không thể giảng thứ này được. Sau khi câu thông với trưởng bối này, đồng thời tặng cho vị đó những băng đĩa bài giảng ở những nơi khác của tôi để ông về nhà nghe, ông nghe xong rất hoan hỷ. Sau đó, ông quay lại nói với ban tổ chức rằng: tốt lắm, không giống với những gì tôi đã hiểu, nhưng cần phải giảng chữ giới này cho thật rõ. Sau buổi luận đàn lần đó, tôi mỗi lần giảng đều giải thích chữ giới trong nữ giới một lần cho mọi người. Cho nên, tôi rất cảm ơn vị trưởng bối đó. Chữ giới này, tôi tra trong từ điển cổ Hán ngữ, thấy có bốn ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nhắc nhở và khuyên răn. Nghĩa thứ hai là cảnh giác và cẩn thận. Nghĩa thứ ba là một loại châm ngôn, một tiêu chuẩn khuyên răn người cần tuân thủ. Nghĩa cuối cùng chính là cái nghĩa được dùng ở đây, chính là tên của một thể văn chương mang tính chất giáo dục khuyên răn, giống như tên gọi của các thể hành văn thời xưa. Ví dụ như chữ Minh trong Lậu Thất Minh là tên của một thể văn chương. Bài Minh thường được khắc chữ vào đồ vật hoặc để tự săn mình hoặc ghi chép công đức. Vào thời xưa, giới cũng là một thể văn chương, có nghĩa tương đồng với từ giới, nghĩa là ngăn cấm. Ví dụ như Già Cát Lượng có viết bài Giới Tự Thiên, chữ giới đó với chữ giới này là cùng một nghĩa, cũng là tên một thể văn chương. Thể văn chương này biểu thị đây là văn chương mang tính chất giáo dục răn nhắc, là lời dạy dỗ của tiền nhân dành cho hậu nhân, chỉ dạy, nhắc nhở người đời sau cần chú ý để có thể có được lợi ích. Chương đầu tiên trong nữ giới tên là Ti Nhược. Trong những tác phẩm văn chương thì chương đầu tiên luôn luôn là chương quan trọng nhất. Vì sao vậy? Bởi vì nó là phần cương lĩnh. Toàn bộ phần phía sau là phần triển khai của nó. Phần tinh hoa được đúc kết lại ở chương đầu tiên mang tính tổng kết. Ví dụ, chúng ta thấy chương đầu tiên của sách Lễ Ký là khúc lễ. Câu đầu tiên nói rằng lễ tức là không được bất kính. Câu nói này là hàm nhiếp hết thảy phần tinh túy của lễ. Ví dụ như câu đầu tiên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Phần kinh văn phía sau giảng cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là họa, cái gì là phúc. Còn có tất cả các chương mở đầu trong các sách Đại Học, Trung Dung, Hiếu Kinh. Chương đầu tiên rất quan trọng và là chương được nói đến nhiều nhất. Lúc tôi mới học nữ giới, vì mới học nên rất to gan. Bất cứ ai mời, tôi đều đi giảng nữ đức. Mỗi lần đều giảng đi giảng lại chương đầu tiên. Đại khái là đã giảng hơn 10 lần. Càng giảng thì chính mình càng hiểu rõ. Lúc mới bắt đầu không hiểu rõ lắm, lại còn cảm thấy khá là phản cảm. Vì sao phụ nữ cần phải ti nhược? Vừa nhìn hai từ này thì cảm thấy một sự xem thường đối với phụ nữ, một sự phân biệt. Phụ nữ không cần ti nhược. Phụ nữ là nửa bầu trời, nhất định phải mạnh mẽ, nếu không sẽ bị người ức hiếp. Người hiền bị bắt nạt, ngựa giỏi sẽ bị người cưỡi. Sau này tôi phát hiện quan niệm của mình hoàn toàn điên đảo, là sai lầm, không phù hợp luân lý đạo đức. Ti nhược
mở rộng ra là bốn chữ. Ti nghĩa là khiêm hạ, nhược nghĩa là dịu dàng. Khiêm hạ và dịu dàng đại biểu cho hai đức hạnh quan trọng nhất của phụ nữ. Khiêm hạ chính là chỉ đức hạnh hậu đức tải vật, đức dày chứa chở vạn vật. Chúng ta luôn dùng đại địa để hình dung cho bốn chữ này. Đại địa có đức dày mới có thể chuyên chở, dung chứa vạn vật. Dịu dàng là chỉ cho đức hạnh thượng thiện nhược thủy, thiện lành như nước. Nước là thứ mềm yếu nhất trên thế giới, thế nhưng nó có đức thiện. Vì vậy, dùng đại địa và nước để ví với hai loại đức hạnh đáng quý nhất vốn có trong bản tính của phụ nữ. Sau khi được cô đọng, hàm súc lại, thì dùng hai chữ ti nhược để thể hiện ra. Thế nên, nó không chỉ là phần mở đầu của chương, mà còn là phần đầu tiên trong hết thảy giáo dục đức hạnh phụ nữ. Bạn học hết thảy đức hạnh của phụ nữ, nếu như rời khỏi hai từ ti nhược này, thì không thể làm được khiêm hạ với người, không làm được tâm tính dịu dàng. Như vậy, toàn thể đức hạnh của phụ nữ sẽ mất đi ý nghĩa. Chỉ là khẩu nhĩ chi học, mộng trung ngực phạn. Tức là trên miệng thì nói, tai thì nghe, nhưng bản thân không được thọ dụng, giống như ăn cơm trong mộng vậy. Thế nên, trong quá trình chúng ta học tập, lúc nào chúng ta cũng không được quên khiêm hạ và dịu dàng. Thế nhưng, làm thế nào thể hiện được sự khiêm hạ và dịu dàng chân thật? Nhất định chúng ta sẽ gặp rất nhiều bài thi thử thách. Đây là một quá trình gian nan để quay trở về với tự tính. Chúng ta bị hoàn cảnh ô nhiễm, từ nhỏ lại không nhận được giáo dục gia đình tốt. Tâm đều tự tư, tự lợi, tâm vô cùng can cường, khó cảm hóa. Chỉ có giáo dục mới có thể khiến cho chúng ta quay về tự tính. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cậu bất giáo, tính nải thiên. Tự tính của chúng ta thuần tịnh, thuần thiện, nhưng tập tính lại bất thiện. Hiện nay, chúng ta muốn thông qua học tập, quay trở về tự tính. Tuy rất khó để một bước mà đến nơi, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, không giải đãi thì sẽ gặt hái được hạnh phúc và niềm vui đích thực. Khi chúng ta học tập chương ti nhược, đây không phải là sự ti nhược của hình thức bên ngoài, mà cần có một cái tâm nhu hòa, chất trực. Ví dụ, có một bạn nữ học chương ti nhược, bị đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại, ở nhà một mực phục tùng đến cùng, yếu đuối đến cùng, sau cùng khổ không lời nào để nói, oán kết trong tâm không thể hóa giải, sinh ra một thân bệnh tật, lại còn oán trách lời dạy của cổ thánh tiền hiền không tốt. Việc này là do không thực sự khéo học. Thế nên, mỗi lần tôi đều nói, sự dịu dàng mềm mỏng này là chỉ cho sự dịu dàng mềm mỏng của tâm tính. Tâm dịu dàng nhu nhuyến thì biểu hiện ra bên ngoài là cách nói chuyện an định, bình hòa. Dở sách Liệt Nữ truyện ra, những phụ nữ trong sách đều là bên trong cùng kính, bên ngoài có nghĩa. Kính nghĩa đều đủ thì người có đức sẽ không cô đơn. Khi họ đối mặt với đủ loại cảnh giới trong cuộc sống đều không trái ngược với nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, họ đều có một tâm yêu thương chân thành, nhân từ, nhân ái. Tôi xin nêu ra một ví dụ. Nếu bạn vứt bỏ chuẩn mực làm người cơ bản rồi cứ một mực nhu thuận thì sẽ có kết quả như thế nào? Bạn sẽ nuông chiều một người thân nào đó trong gia đình, khiến họ sinh hư. Về sau, đến một lúc nào đó, khi năng lực của bạn không thể duy trì được nữa, bạn hy vọng họ đưa tay ra giúp đỡ bạn. Nhưng họ lại oán trách bạn rằng sao bạn không thể làm tốt như trước đây. Thế nên, sự nhu thuận của chúng ta đã dung túng cho thói quen, sự ý lại của họ, trưởng dưỡng tâm tham lam của họ. Vì vậy, ti nhược, kỳ thật cần có đầy đủ đại trí huệ. Trong quá trình học tập, chúng ta cần phải không ngừng thể ngộ. Khổng Tử có 5 đức hạnh là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Thế nhưng, Ngài làm việc có nguyên tắc và phương pháp,
vô cùng phương thiện xảo. Không phải sự việc nào Ngài cũng một mực thuận theo, nhưng cũng không phải là bảo thủ. Khi học tập văn hóa truyền thống, chồng của tôi đã tổng kết ra ba nguyên tắc: có trí nhưng không giảo hoạt, nhân hậu nhưng không bảo thủ, đi cùng thời đại chứ không nước chảy bèo trôi. Tôi thường nghĩ đến câu nói này của anh: vì sao gọi là đi cùng thời đại chứ không nước chảy bèo trôi? Ví dụ như một số cổ lễ của thời xưa không còn thích hợp ở thời nay nữa, việc hành lễ chào cúi đầu vẫn có thể sử dụng phổ biến, bởi vì Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn còn dùng. Thế nhưng, có một số cổ lễ của thời xưa như chúng ta xem trong sách lễ ký không còn phù hợp nữa. Có phải là chúng ta hiện nay kiên trì học tập văn hóa truyền thống thì nhất định phải dùng hay không? Không đúng, bạn phải đi cùng thời đại, phải học tập những phần tinh hoa nhất của người xưa. Đó chính là dụng tâm cung kính mà học tập, sau đó tùy thời mà vận dụng vào những hoàn cảnh, nơi chốn khác nhau. Cần phải tùy thuận theo tình hình và tình thế hiện nay. Nếu như không biết tùy thuận thì sau cùng sẽ trở nên như thế nào? Những người học tập văn hóa truyền thống sẽ trở thành một nhóm người cực kỳ lập dị. Trước tiên là những người trong nhà không tiếp nhận, sau đó công ty không tiếp nhận, sau cùng bị đại đa số các đoàn thể trong xã hội bài trừ, trở thành một nhóm người ít ỏi, cao siêu, không ai hiểu nổi, tự sống riêng lẻ tách biệt. Điều này không phù hợp với tinh thần của văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống có thể hòa cùng thiên hạ, dùng sự tu dưỡng của bản thân để bao dung người trong thiên hạ, dùng đức hạnh của chính mình mà cảm hóa người trong thiên hạ. Nếu như bạn không làm được thì cần phải hỏi lại chính mình, sao mình càng làm thì càng xa rời quần chúng mọi người vậy? Nếu không thể dung hợp với mọi người, đây là một việc rất phiền phức. Trong phần tiên chú của Vương Tương có viết: Thiên tôn địa ti, dương cương âm thuận, ti nhược nữ tử chính nghĩa giả, cậu bất cam ư ti nhi dục tự tôn, bất phục ư nhược nhi dục tự cường, tắc phạm nghĩa nhi phi chánh hỷ, tùy hữu tha năng hà túc thượng hồ. Nghĩa là trời tôn quý, đất thấp kém, dương cứng mạnh, âm nhu thuận, phụ nữ ti nhược phù hợp chính nghĩa. Nếu không chịu ti nhược mà muốn tự tôn, không chịu giữ phần yếu mà muốn tự cường, tức bất nghĩa, bất chính vậy. Cho dù có tài năng thế nào vẫn không đáng được tôn sùng. Tôi nhớ một lần có bạn học đạo ở nơi khác nói với tôi muốn học nữ đức. Tôi liền gửi sách đến, cô ấy nói xem không hiểu. Tôi nói không sao cả, có phần tiên chú. Cô ấy nói tiên chú cũng xem không hiểu. Hiện nay tôi xin đem phần tiên chú giảng một lượt cho mọi người. Lẽ quý tiện của trời đất hoàn toàn dẫn lời từ trong Chu Dịch. Bởi vì toàn bộ sách nữ giới chỉ có hơn 1.600 chữ, không nhiều, nhưng đều dẫn dụng lời nói từ trong điện tịch xưa như Luận Ngữ, Chu Dịch, Lễ Ký, Thượng Thư. Tổng cộng có hơn 17 chỗ. Có thể thấy, nữ giới là một tác phẩm tinh hoa được Tào Thái Cô viết sau khi tinh thông kinh điển của cổ thánh tiên hiền, cộng với sự tu dưỡng đức hạnh của bản thân trong mấy mươi năm, chứ không phải là lời nói của riêng một nhà. Giống như Khổng Tử chỉ truyền thuật lại những lời dạy của cổ thánh tiên hiền, bản thân Ngài không hề sáng tác điều gì mới. Như Ngài đã nói, tính nhi hiếu cổ, thuật nhi bất tác. Thiên tôn địa ti, dương cương âm thuận. Dương cương âm thuận chính là đạo, một âm một dương gọi là đạo. Chúng ta từng xem qua bát quái đồ của Thái Cực, nó đại biểu cho dương và âm, cương và nhu, thiên và địa, trắng và đen, đều là một cặp. Nếu như toàn bộ đều như nhau, ví dụ trong 24 giờ đều là ban ngày hoặc ban đêm, thì con người không thể nào sống được. Trong nhà nếu toàn là con gái, không có con trai cũng có vấn đề. Nhưng nếu toàn là nam mà không có nữ thì cũng không được, mà phải phối hợp với nhau. Tiền đề của việc phối hợp với nhau là mỗi người giữ phận của mình. Nếu như không giữ đạo của riêng mình, ví như phụ nữ đòi đứng ở vị trí dương, còn nam thì đứng ở vị trí âm, thì sẽ loạn hết.
Thế nên, trong kinh thi, tôi nhớ có đọc qua một đoạn thế này: Tẩn kê chi thần, nghĩa là gà mái gáy sáng. Đây là điềm báo chẳng lành. Ý nói, gà mái không đẻ trứng mà đi gáy báo trời sáng. Đây là điềm thiên hạ chẳng lành. Từ xưa đến nay, nam nữ ai giữ phận nấy. Chúng ta ngày nay, nếu như không ý thức đến điều này, sẽ sinh ra loạn. Chúng ta dẹp loạn, tức đem điều sai trái sửa lại cho ngay. Có một lần, một giáo viên chia sẻ tại luận đàn văn hóa truyền thống rằng: Nhà của tôi đều là gà mái gáy, gà trống đẻ trứng. Chồng của tôi ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Còn tôi ra ngoài làm người phụ nữ mạnh mẽ. Về đến nhà, tôi vào thư phòng, đứng sau bàn sách. Còn anh ấy thì ngoan ngoãn đứng trước mặt nghe tôi ra chỉ thị. Tôi nói xong rồi ra lệnh: Anh đi làm việc đi. Trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có nói: Luân thường đảo lộn sẽ có tiêu vong. Cho nên cô giáo này gặp rất nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống. Ti nhược nữ tử chính nghĩa giả. Ti nhược chính là chính nghĩa của người phụ nữ. Cái nghĩa này chính là từ nghĩa trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Người có nghĩa thì sẽ tuân thủ đạo lý, tức làm việc hợp với đạo lý. Nếu như phụ nữ dựa vào thiên tính ti nhược mà tu dưỡng đức hạnh của mình, thì đây là việc hợp với đạo lý. Đây là chính đạo. Nếu như bản thân không yên phận với vị trí của mình, ở vị trí bên dưới nhưng trong lòng không có tâm cung kính, thì sẽ luôn muốn làm chủ cả việc trong nhà lẫn ngoài nhà. Cẩu bất cam ư ti nhi dục tự tôn, bất phục ư nhược nhi dục tự cường, tắc phạm nghĩa nhi phi chính giả. Không cho rằng bản thân nhỏ bé, yếu thế mà từ ngoài vào trong đều tỏ ra hung hãn, muốn thể hiện sự mạnh mẽ trong nhà thì điều này trái với nghĩa. Tắc phạm nghĩa phi chính giả. Việc này không phù hợp nghĩa lý, không hợp với đạo, trái lệch đạo làm vợ. Tuy hữu tha năng, hà túc thượng hồ. Cho dù rất có năng lực, tài cán, thì có gì đáng để tôn sùng đâu. Việc này không đáng được tôn sùng. Nếu như phụ nữ quản lý hết tất cả sự việc ở bên ngoài, thì sẽ làm loạn thiên đạo. Trong xã hội hiện nay, nói đến điều này, có thể rất nhiều người, bao gồm cả phụ nữ, trước tiên sẽ phản đối. Rất nhiều nam giới cũng không tán đồng. Bản thân tôi, trong quá trình học tập kinh điển, cảm thấy không phải nói phụ nữ nhược thì như vậy nhất định là không tốt. Từ nhược này không phải là nọa nhược, yếu hèn, mà chỉ đức hạnh thượng thiện nhược thủy của nước. Nước có những đặc tính. Thứ nhất là khi nó gặp chướng ngại vật thì nhất định sẽ chuyển hướng để vượt qua, chứ không cứng nhắc một mực đâm vào một chỗ. Ví dụ như có một tảng đá lớn chắn ở phía trước thì nó sẽ chảy vòng mà đi qua. Ý nói, khi gặp việc thì phải xét hoàn cảnh mà biến hóa. Đối với hoàn cảnh bên ngoài, bản thân phải biết cách biến hóa để xử lý, không được đối chọi cứng rắn với người, đặc biệt là trong gia đình. Thanh quan thì khó xử việc nhà. Nhà không phải là nơi để nói lý lẽ. Nếu như bạn cứng rắn đối chọi với mọi người thì không thể giải quyết được việc gì. Dù có ngàn lý do để nói với người nhà thì họ cũng không hiểu rõ. Họ cho rằng họ đúng, bạn cho rằng bạn đúng. Dù sao đôi bên cũng cần phải sống. Chúng ta hãy nhường bước mà rời khỏi. Cho dù có dây dưa đối chọi tạm thời thì cũng không phải là phương pháp giải quyết. Nên học tính nhường bước mà rời khỏi của nước. Đặc tính thứ hai của nước là giọt nước có thể xuyên đá. Giọt nước nhỏ tí tách, nhìn có vẻ chẳng có sức mạnh gì, nhưng thời gian lâu dài có thể xuyên thấm vào đá. Trong nhà cũng như vậy. Cho dù chồng có ngoan cố không chịu thay đổi ra sao, cho dù anh ấy thích lên mạng chơi game thế nào thì cũng không nên quản. Bạn cần kiên trì bền vững, dùng tính cách nhu hòa, ấm áp, dịu dàng của mình mà cảm hóa anh ấy. Mỗi ngày bạn đều nói với anh ấy lên mạng không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng
nên chăm sóc cho anh ấy thế nào, bạn vẫn chăm lo cho anh ấy như thế đó. 10 năm, 20 năm, 30 năm, rồi sẽ có ngày anh ấy quay đầu. Tâm thường hằng, nghĩa là tâm bền lâu, dễ dàng thể hiện được trong gia đình. Đây là đặc tính thứ hai của nước. Đặc tính thứ ba là thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, nghĩa là nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh. Nước có thể tưới tiêu ruộng đồng, có thể tưới tẩm vạn vật, có thể giúp cho khách bộ hành qua cơn khát, nhưng không hề tranh lợi với bất kỳ ai. Làm phụ nữ cũng như vậy, chỉ cần bạn tranh thì nhất định sẽ loạn. Phụ nữ trong gia đình giống như quả tim vậy. Nếu như quả tim tranh với những bộ phận khác, thì cảm giác của toàn thân sẽ lập tức tê liệt. Quả tim chẳng tranh với ai, mà không ngừng phụng hiến, không ngừng vận chuyển máu, không ngừng cống hiến. Tôi cũng thường nghĩ rằng, phụ nữ nên làm cái lưỡi, chứ đừng làm răng, vì răng rất cứng. Đến khi ta già, thì nó sẽ là thứ ra đi đầu tiên. Còn cái lưỡi, thì khi già, răng rụng hết, nó vẫn còn ở lại. Cho nên có câu nói, nhu thắng cương là bởi đạo lý này. Tôi lúc đầu cũng đặc biệt ưa thích nói lý lẽ, nói lý với chồng, với mẹ chồng. Nói tới, nói lui cũng chẳng nói được rõ ràng. Sau đó tôi mới hiểu, gia đình không phải là nơi nói lý lẽ. Do không nói lý lẽ nữa, nên tôi cảm thấy rất tốt. Họ nói thế nào thì cứ để họ nói. Cho dù họ nói vô lý đi chăng nữa, tôi cũng không lên tiếng. Phiền não dần dần cũng không còn nữa. Làm phụ nữ nhất định cần phải nhìn cho rõ. Rất nhiều người, rất nhiều việc bạn không thể thay đổi được. Điều này không có nghĩa là bạn không tốt, chỉ là bạn không có duyên phận này. Nên bạn cũng không cần tiêu hao quá nhiều tinh thần sức lực. Làm bất kỳ việc gì cũng không nên chấp trước. Nếu không nhìn thấu được thì nhìn tan nhạt đi một chút. Không buông xuống được thì cũng thoải mái một tí. Đời người chớp mắt là qua mau. Chúng ta cần phải làm một phụ nữ có trí tuệ. Trọng điểm của chương Ti Nhược nói về ba việc. Thứ nhất là Minh Kỳ Ti Nhược chủ hạ nhân. Thứ hai là Minh Kỳ Tập Lao chủ chấp cần. Thứ ba là Trai Cáo Tiên Quân chủ kế tế tự. Chúng ta cùng xem câu thứ nhất. Cổ giả sinh nữ tam nhật, ngoả chi sàng hạ, lộng chi ngoả chuyên, nhi trai cáo yên. Tạm dịch là, người xưa sau khi sinh hạ con gái 3 ngày, đặt con ngủ ở dưới giường, lấy con thoi dệt vải bằng đất nung cho con làm đồ chơi. Sau đó, tắm gội trai giới, đến từ đường tác bạch với tổ tiên về việc hạ sinh con gái. Ý nghĩa của câu này là vào thời xưa, nếu sinh ra con gái, 3 ngày đầu sau khi sinh thì đem đặt ở dưới giường, cho nó một con thoi dệt vải làm đồ chơi, đồng thời cần tế cáo tổ tiên. Lời dạy này lúc tôi mới bắt đầu học cảm thấy không hiểu. Vì sao lại đặt con ở dưới giường rồi lại đưa cho con thoi để chơi? Sau này tôi xem tiên chú thì hiểu ra. Điều này biểu thị người nữ khi đến thế gian này cần phải biết sự khác biệt giữa nữ và nam, biết đại đạo luân thường, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Đồng thời, việc tế cáo tổ tiên có hàm nghĩa rất sâu xa, thể hiện phụ nữ cần hàm dưỡng đức hạnh và nuôi dưỡng cho tốt thế hệ sau để an lòng tổ tiên. Câu này xuất phát từ Kinh Thi. Trong Kinh Thi có nói, nải sinh nam tử, tải tẩm chi sàng, tải y chi thường, tải lòng chi chương. Nếu như sinh con trai, thì để con nằm trên giường cao rộng lớn, mặc quần áo đẹp, cho cái mề đay bằng ngọc thạch làm đồ chơi. Vào thời xưa, người nam có chức quan đều chơi đá quý. Nải sinh nữ tử, tải tẩm chi địa, tải y chi thị, tải lòng chi ngõa. Nếu như sinh con gái, thì để nó ngủ dưới đất. Mặc quần áo rất đơn giản. Quần áo
chính là cái tả của trẻ con, chơi với con thoi là được rồi. Tẩm chi sàn, tôn chi giả, để con trai ngủ trên giường, biểu thị ý nghĩa tôn quý. Tẩm chi địa, ngoạ chi sàn hạ, ti chi giả, để con gái ngủ dưới đất, ở dưới giường, biểu thị muốn cho con gái có thể giữ được đức hạnh khiêm nhường. Ở điểm này thì tôi tin rằng đối với trẻ là con một hiện nay sẽ không có tình hình như vậy. Tôi nhớ lúc mới vừa học thì một nhân viên nữ của công ty nói rằng: sao lại để nằm dưới giường vậy? Sau này tôi sinh con, chẳng lẽ cũng làm như vậy hay sao? Chúng ta không thể bắt chước một cách máy móc như vậy, mà cần phải hiểu đạo lý bên trong. Như vậy mới chân thực học được tinh hoa của văn hóa truyền thống. Chúng ta học cổ văn, nhất định phải dựa trên văn tự mà nhìn ra được đạo lý thực sự ở bên trong mà người xưa muốn truyền lại cho hậu thế. Ví dụ như, hoàng đế thời xưa, vương miện họ Đội đều có những dây hạt châu rủ xuống. Những hạt châu đó sẽ che mắt họ. Tại sao họ lại làm như thế? Trên thực tế là muốn ngụ ý với hoàng đế rằng, cho dù trí tuệ của ngài cao hơn một bậc so với tất cả người trong thiên hạ, nhưng không nên vừa trực tiếp nhìn một cái là việc gì cũng xuyên thấu. Họ cần dùng dây hạt châu rủ xuống để che lại. Che lại nhằm biểu thị rằng bản thân vẫn có thể nghe và tiếp nhận lời tâu của các đại thần. Trong sách xưa có ghi chép rằng lỗ tai của hoàng đế đều bị bít lại bằng bông tơ màu vàng. Tất nhiên là không phải bịt chặt cứng, bởi vì đó là bông tơ. Ý nói, do thính lực của hoàng đế rất nhạy bén, có thể phân biệt các loại âm thanh, thế nhưng không nên hiển lộ ra như vậy, biểu thị rằng bản thân vẫn có thể nghe lọt tai kiến giải của người khác. Ngay cả phụ nữ thời xưa, y phục của họ đều có đính những cái chuông nhỏ. Vì sao lại đeo chuông? Trên thực tế là để nhắc nhở bản thân, khi ra đường, chuông vừa rung lên là để nhắc nhở bản thân hành động cần có cử chỉ đoan trang, không được để phát ra âm thanh hỗn tạp, động tác không được hấp tấp, vội vàng mà uy nghi, có phép tắc. Đồng thời, âm thanh ấy cũng nhắc nhở mọi người là có một người phụ nữ sắp đến. Nếu như không tiện thì mọi người có thể tránh đi. Thế nên, rất nhiều đồ vật của thời xưa đều có ngụ ý rất sâu, không phải đơn giản như chúng ta hiện nay nghĩ. Trong giáo học thời xưa, kinh dịch có một câu nói rất quan trọng là đồng mông dưỡng chính, thánh công giả. Đồng là chỉ cho nhi đồng, mông nghĩa là vỡ lòng, dưỡng nghĩa là trưởng dưỡng, chính là hạo nhiên chính khí. Đó là những thứ mà chúng nghe, chúng nhìn, chúng nghĩ, toàn bộ đều phải là chính. Đây mới là công lao thần thánh trong việc nuôi dạy con trẻ. Đối với trẻ gái thì nên dưỡng chính thế nào? Trước tiên, cần dạy chúng học đức hạnh khiêm tốn, khiêm nhường. Vào thời xưa, phụ nữ không giống như nam giới. Ở bên ngoài có thể có trải nghiệm rộng, có thể học được rất nhiều học vấn, có thể kết giao với nhiều bạn tốt, mà họ bị khép kín trong gia đình. Vậy làm thế nào để họ có đức hạnh tốt? Thế nên giáo dục vào thời xưa là một việc hao tốn rất nhiều công phu, sức lực. Chúng ta ngày nay so với phụ nữ thời xưa hạnh phúc hơn rất nhiều. Chúng ta có thể có sự trải nghiệm rộng, có thể học được rất nhiều tri thức. Thế nhưng cái học đó có chân thực nằm ở đạo hay không, chúng ta lại không thể phân biệt được. Cái học đó có thể cắm vững nền tảng làm phụ nữ hay không, chúng ta có thể cũng không ý thức đến. Thế nên, chúng ta học nữ đức đầu tiên quan trọng ở nền tảng. Cái học căn bản chính là tính đức khiêm tốn của người phụ nữ. Ngoạ chi sàn hạ, minh kỳ ti nhược, chủ hạ nhân giả, lộng chi ngoạ chuyên, minh kỳ tập lao, chủ chấp cần giả, trai cáo tiên quân, minh đương chủ kế tế tự giả. Tạm dịch là: để bé gái ngủ ở dưới giường, thể hiện rằng người phụ nữ phải biết khiêm hạ, đối xử với người khiêm hòa, nhẫn nhường.
để cho bé gái dùng con thoi dệt vải làm đồ chơi, vì bé gái đó sau này sẽ là người giữ việc canh củi, làm những việc lao tác trong gia đình, giữ đạo cần kiệm. Vì sao phải cáo trình với tổ tiên? Vào thời xưa, chức phận của phụ nữ là bếp núc, phải chuẩn bị rượu và thức ăn tươm tất sạch sẽ, giúp chồng lo việc tế tự tổ tiên. Ý nghĩa của đoạn này là gì? Chính là đặt trẻ gái ở dưới giường, nhằm thể hiện cần phải giữ đức khiêm tốn, nhu thuận. Còn lộng chi ngõa chuyên là gì? Để cho trẻ chơi con thoi, thứ nhất, nói về bổn phận chủ nội của người phụ nữ. Thứ hai là nói với họ rằng làm phụ nữ thì phải biết rằng lao động và cần kiệm thì mới có thể trì gia. Phụ nữ siêng năng cả nhà hưng thịnh, phụ nữ lười nhác cả nhà suy. Thế nên, phụ nữ siêng năng thì gia nghiệp dễ dàng hưng vượng. Nếu như phụ nữ tham ăn, nhát làm thì gia tộc này sẽ nhanh chóng bại hoại. Trai cáo tiên quân. Tiên quân là chỉ cho tổ tiên, tế tự tổ tiên. Minh đương chủ kế tế tự giả, tức là việc quan trọng nhất là cúng tế tổ tiên trong nhà đều do phụ nữ lo liệu. Chúng ta không hiểu vì sao công việc quan trọng như thế mà thời xưa lại giao cho phụ nữ làm. Từ đây có thể thấy rằng thời xưa không hề xem thường phụ nữ, bởi vì người phụ nữ đến với một gia đình là để giúp cho gia tộc đó nuôi dưỡng thế hệ sau, làm hiển vinh gia tộc. Nhưng quan trọng nhất là có thể giúp gia tộc này bồi dưỡng ra thế hệ sau. Kế tế tự. Kế có nghĩa là kế thừa. Làm thế nào có thể giúp đỡ người người trong nhà, giúp gia tộc này bồi dưỡng ra thế hệ tiếp theo? Thèn chốt là người phụ nữ này có đức hạnh, có học vấn hay không. Việc lớn như thế này, từ nhỏ phải chỉ bảo cho cô ấy, phải nhắc nhở cô ấy chú ý. Sau này khi được gả vào nhà chồng, toàn bộ sứ mạng chính là đến làm sự việc này. Lời xưa có câu: bất hiếu hữu tam, vô hậu vĩ đại. Từ hậu không phải là nói con cái. Chúng ta sinh con xong là có hậu rồi, nên làm thế nào để vui chơi hưởng thụ thì người làm mẹ cứ mặc sức. Việc này chẳng khác gì với việc nuôi con mèo, con chó trong nhà cả. Chữ hậu này then chốt là có thể kế thừa gia nghiệp của tổ tiên, gia đức và gia phong của tổ tiên, có thể khiến cho gia tộc hưng vượng, đời này truyền cho đời sau. Có được cái hậu này thì mới thật sự xứng đáng với tổ tiên. Không có cái hậu này thì dù cho nuôi ra cả bầy cũng không ích gì. Mỗi đứa đều là con phá của, đối với tổ tiên vẫn là bất hiếu. Trong sách Liệt Nữ Truyện, tôi thấy Mạnh Mẫu nói như thế này: phụ nhân chi lễ, tinh chủ phạn, mịch tử tương, dưỡng cửu cô, phùng y thường nhi dĩ, cố giả khuê môn chi tu, nhi vô cảnh ngoại chi trí, thử chi vì giả. Câu này có ý nghĩa thế nào? Lễ tiết của phụ nữ là ở chỗ có thể tinh thông việc làm cơm, có thể nấu rượu, có thể hiếu dưỡng cha mẹ chồng, may vá quần áo. Chỉ những việc này thôi, chính là ở chốn khuê môn, đóng cửa lại. Những việc cần phải tu hành ở nhà của người phụ nữ chính là tu ở trong những sự việc này. Không có cảnh ngoại chi trí. Cảnh ngoại tức là ra ngoài xông xáo trong thiên hạ, giống như người nam kiến công lập nghiệp, không có chí hướng này. Nữ tử thủy sinh, tức dĩ thị kỳ chi, thị chi kỳ thực phụ nhân chi đạo, diệt tức thử nhi vô gia giả. Khi sinh hạ con gái rồi, dùng điều này mà kỳ vọng nó, dạy dỗ nó, không cần gì thêm nữa. Như vậy sẽ dạy dỗ tốt được con gái. Mạnh Mẫu chỉ đơn thuần biết nấu cơm, vá áo thôi sao? Chúng ta chỉ cần nhắc đến Mạnh Tử thì không có người nào không nghĩ tới Mạnh Mẫu. Một vị thánh hiền nhân là do ai dạy ra vậy? Do người mẹ tốt dạy ra. Cho nên, tuy Mạnh Mẫu không ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp lẫy lừng, nhưng bà đã nuôi dưỡng ra một người con là thánh hiền cả một đời, có thể khiến cho văn hóa truyền thống
được truyền thừa đến mấy ngàn năm sau. Chí hướng của bà, sức ảnh hưởng này của bà quá sâu rộng, há chỉ dừng lại ở việc bà biết nấu cơm, may quần áo thôi sao? Từ đây, chúng ta có thể nhìn thấy đức khiêm hạ của phụ nữ là gì? Đó chính là chân thật có đạo đức, có học vấn, nhưng trước giờ không thể hiện bản thân mà an phận giữ mình. Trước tiên, làm tốt gia đạo, quan trọng nhất là nuôi con cho tốt. Những thứ khác như là kiếm tiền nhiều ít, ở bên ngoài có tiếng tăm bao lớn đều là thứ yếu. Tôi nhớ có một nhà giáo dục học đã nói, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì con của mình chẳng ra thứ gì cả. Lúc lìa đời thì hai bàn tay trắng, một phân tiền cũng không mang theo được. Danh vọng, địa vị gì cũng không mang đi được. Mà con cái thì không được nuôi dưỡng nên người. Gia đạo lại thêm một lần suy bại. Đây là sự việc hối hận cả đời. Tôi cũng đã từng gặp một cặp vợ chồng rất nhiều tiền, nhưng con cái của họ khiến họ rất tức giận. Con cái đã hơn 20 tuổi rồi, căn bản là không nghe lời cha mẹ dạy. Hai vợ chồng họ nói với tôi, sớm biết như thế này thì chúng tôi chỉ để một người kiếm tiền thôi. Ví dụ như cô ấy không cùng tôi làm kinh doanh, mà ở nhà giáo dục con cho tốt. Thế nhưng, thời gian không thể quay ngược trở lại. Con cái đã lớn cả rồi, cũng không nghe lời cha mẹ nữa, đã là việc không thể làm được rồi. Thế nên chúng ta hiện nay, nếu như có cơ hội nghe thấy hoặc là hiểu được đạo lý này, thì nhất định nên từ bây giờ mà bắt đầu làm ngay. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe trích đoạn đầu tiên của bài giảng Báo cáo tâm đắc về học tập nữ giới, chương thứ nhất, Ti Nhược. Người giảng, cô giáo Trần Tịnh Du. Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc, Phật tử Quảng Trí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này, sanh qua nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.